Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai chiếc vang số đắt tiền mà kén chọn người chơi, phụ đề là toàn tiếng Trung nữa. Em về được một ít là hai chiếc Chipad 580 này và một chiếc ATC ITC TB211, một chiếc Sen NE211. Này hai chiếc này thì phần mềm nó gần như là giống nhau. Có mỗi cái là cái chiếc Sen này nó lại khủng bố hơn. Các bác nhìn đây là biết này. Em chưa từng thấy cái vang số nào mà nó sử dụng USB 3.0. Nhiệm vụ này là 3.0 là cho Wi-Fi và 2.0 là USB kết nối máy tính. Phần mềm thì dùng chung phần mềm của ITC nhé. Cái phần mềm cái này em chưa tìm được, nhưng mà tí nữa sẽ vào website của ITC để tìm thử xem là nó có không có thì tải về phát ăn ngay. ITC một thương hiệu rất nổi tiếng tại Trung Quốc và những cái hàng này là hàng nội địa nhé. Con trên này Sen này thì là phụ đề, trên mặt là tiếng Anh, nhưng mà khi cắm điện vào thì nó hiện phụ đề nên là toàn tiếng tiếng hàng xóm của Việt Nam. Đấy. Đấy, cắm điện lên cái đèn nó nháy loạn lên, nháy nhiên cướp này. Đấy, thấy không? Đèn nháy nhiên cướp. Quá khủng luôn. Cái này là phải dùng khủng, cái từ quá nhá. Đây là toàn phụ đề tiếng Trung này. Các bác vùng vào Google dịch hay gì đây để chỉnh nhá. Đây, ví dụ bấm edit từng kênh một này. Bấm giữ này. Hiển thị đèn đèn edit này. Đây, nó sẽ hiển thị 1, 2 gì đây. Đấy, nó rất nhiều thang mục. Cái này thì chắc là nửa để chơi nửa bán thôi, chứ còn các bác nào cũng thích thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy, rất nhiều cần nghe quay luôn. Nghe quay 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, thấy chưa? Để mặt trước nha. Về phần linh kiện trong máy đây các bác xem nha. DSP này. Đấy, linh kiện này. Đây là phần bo nguồn. Bên cạnh đây có một cái quạt bé bé con. Trong góc này có một cái nút chọc kim vào, gọi là nút reset. Em sẽ quay cho các bác xem mặt sau. Khủng bố luôn. Chưa từng gặp cái vang nào mà nó lại khủng khiếp như này. Công tắc nguồn này, điện áp có thể chọn là 100 hoặc 110 này và 220 này. Công tắc tiếp đất này. Vang số mà có công tắc tiếp đất như đúng rồi. Remote này. Và giờ gì RS485 này. Đấy, cộng này gọi là có mạng nan. Chúng ta có các cửa như là sub canter, surround NR và hai loa NR chính. Có đường input bằng cấp quang và cấp đồng trục, có đường input bằng jack RC tiêu chuẩn và input bằng jack chuyên nghiệp. Theo kiểu là cắm từ mixer xuống thì cắm luôn vào đây. Con này nó là 2 trong 1 nha. Vừa là vang số, vừa là crossover, hay gọi là controller. Và đây là winner mic input này, tức là có cắm mic đằng sau nữa. Mic này là mic winner này, hình như là mic mở rộng hay sao ấy. Đó. Xịn sò. Con này thì không hề rẻ tí nào các bác nhá. Mặc dù là phần mềm em chưa tìm được. Sử dụng tiếng thì toàn tiếng Trung Quốc. Nhưng giá không hề rẻ tí nào. Giá của chiếc Sen này nó là vào 2.9 triệu giá tại cửa hàng. Đấy, các bác nào quan tâm thì nhẹ trực tiếp với em. Giá là 2.9 triệu giá tại cửa hàng. Còn chiếc ITC thì giá nó rẻ hơn, 2.5 triệu. ITC này giá rẻ hơn, 2.5 triệu. Con này thì có phần mềm nhé, tải phát ăn ngay. Đấy, các bác thích phần mềm em sẽ kết nối cho các bác tự luôn. Đây là mặt sau này. Cũng có công tác chuyển 110 và 220. Có cổng 4 cổng remote này, có công tắc tiếp đất này. Đấy, có các cửa ra. Đấy, cửa 5 này. Đấy, cửa 6 này. NR này. Xung ra này. Canter này, súp này, các bác nhìn cái ký hiệu chữ này này. Đấy, cái này giống kiểu chữ Trung này, đây là trung tâm này. Hai cái mà chữ đầu nó giống nhau thì là nó canter. Nó xung ra. Hai cái này cũng thế. Đây, cửa input đây. Rất nhiều. Con này nó có cổng video, cổng video. Đấy, cửa này các bác sẽ cắm vào TV. Còn đây là có các cổng đầu vào như AUX, VOD, VGM. Đấy, cắm input video vào đây. Và đây là output video. Có cửa mic đằng sau. Cái vang này cũng được, không đến nỗi. Linh kiện thì cũng cùi cùi như nhau thôi.
con này thì chỉ có 2,5 triệu thôi. Bên cạnh đây thì nó có một cái bo nguồn rất là to, nguồn này hình như là nguồn biến áp rồi phải, không phải nguồn sung, nguồn biến áp. Đó, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì hãy trực tiếp nhé, cắm nguồn hình cái, không các bác nào bảo bán toàn hàng chết, bằng tiếng lắm. Cộng nguồn rồi, đây cắm phát thì cậu hiển thị vong lên đây, đây gọi là vong này, nó hiển thị nó chạy chợ rất là lâu. À, bắt đầu hiển thị lên rồi. Cái này thì trên mạng có nhiều người giới thiệu rồi nhá. Đấy, edit luôn này. Ui giời. Vặn rất là mượt. Edit này. Đấy, chuyển cửa. Đi đây. Đảo pha. Đấy, nhiều kiểu lắm. Nhiều cái hay lắm. À, toàn tiếng Trung thôi, em chưa dịch. Bây giờ đang không biết một tí gì còn tiếng Trung Quốc cả. Đây là cắt tần số này, LPF này. Đây là HPF này. À đâu, cũng kiểu thế. Đây, HPF đây. Đấy, ví dụ thế. Đó, được chưa? Thế là các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì hệ trực tiếp nhé. Cái này em cũng khá là rốt, không biết tí gì đâu. Cái nút này là nút back để thoát ra ngoài màn hình chính này. Đây nó hiển thị là bao nhiêu này. Nhưng cái này có mỗi cái điểm chỉnh nó hơi khó. Ví dụ bác chỉnh nhạc hay chỉnh mic thì phải bấm giữ ở đây. Đấy, nó sẽ hiển thị lên một hàng ở đây. Tính chung rất là khó xử lý. Đấy, các bác nào quan tâm đến chiếc vàng nào thì alo cho em cái chiếc vàng đó. Anh lấy chiếc Sen thì đó, anh lấy chiếc ITC đó, giá rất đắt. Không có phần mềm có sẵn nhưng mà tải nó có. Chiếc Sen này thì tí em vào website của ITC tải chắc là có thôi, ăn phần mềm chung với nhau. Đó, và cái chiếc này thì 100% là có phần mềm. Các bác lấy thì em sẽ tặng cho các bác là dây nguồn, dây kết nối USB ra máy tính, dây Canon hai cửa NR chính để xuống trầm, xuống cục đẩy. Đấy. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Đây cũng có cái vang này nhưng mà thôi. Cái này em cũng không review, bởi cái loại này thì nhiều anh em đã biết rồi. Cái vang này cùi cùi này thôi nhưng mà tiếng khá là hay. Đấy, nhưng mà thôi không giới thiệu nhá. Nhường nhường tí.